Xin chào quý vị và các bạn, vậy là chưa đầy 48 giờ đồng hồ nữa thì Nissan sẽ chính thức giới thiệu tới thị trường Việt Nam một đối thủ nặng ký của thánh Toyota Fortuner. Vậy, để là đối thủ đáng gờm trong phân khúc thì Nissan Terra sẽ được trang bị những vũ khí gì? Mời các bạn cùng Auto Daily tìm hiểu trong video này. Các bạn cũng đừng quên đóng góp những comment của mình về chiếc SUV mới của nhà Nissan ngay bên dưới video này nhé. Nissan Terra là chiếc SUV cỡ trung thực thụ với cấu trúc khung gầm rời body on frame. Chia sẻ từ người anh em Nissan Navara, nền tảng khung gầm này vốn còn được chia sẻ chung với các mẫu xe khác như Renault Alaska, Mercedes-Benz X-Class. Nếu so kích thước với đối thủ được mệnh danh là thánh trong phân khúc Toyota Fortuner phiên bản 2017 thì Nissan Terra sở hữu chiều dài lớn hơn 90mm, chiều rộng hẹp hơn 10mm, chiều cao trục cơ sở lớn hơn 105mm. Nissan Terra sở hữu thiết kế mang đậm ảnh hưởng từ mẫu bán tải Navara với ngôn ngữ V-Motion thể hiện rất rõ ở phần ngoại thất. Nếu các bạn nhìn trực diện phần đầu xe sẽ thấy ngay điều này qua lưới tản nhiệt tạo hình chữ V mạ chrome nổi bật, cùng phần cản trước khỏe khoắn cũng được mạ chrome, cụm đèn pha lớn bao gồm đèn pha LED và giải LED định vị ban ngày, gợi nhớ đến cụm đèn pha của Nissan Navara. Mời các bạn tiến tiếp vào không gian nội thất của Terra, chắc hẳn các bạn cũng thấy ngay được những đường nét thiết kế và trang bị khá quen thuộc phải không? Vâng, chính xác là như vậy. Các kỹ sư thiết kế của Nissan đã lấy đa phần trang bị của người anh em Navara đưa sang. Ngay trên màn hình của các bạn lúc này chính là hàng ghế trước của Terra và bố cục bảng táp lô có phần lấy cảm hứng từ thiết kế V-Motion từ phần ngoại thất. Chính giữa là màn hình cảm ứng 7 inch với viền chỉ mạ chrome sáng bóng. Phía dưới vẫn là cụm điều chỉnh điều hòa hai vùng độc lập quen thuộc trên Nissan Navara. Một điểm cộng rất đáng để nhắc tới trên Terra chính là hệ thống camera 360 độ được trang bị. Nhưng hơi tiếc là phần màn hình hiển thị lại chỉ được trang bị ở trên gương chiếu hậu chứ không được tích hợp vào màn hình giải trí trung tâm. Ngoài ra xe còn được trang bị các công nghệ an toàn đáng chú ý khác như gói công nghệ chuyển động thông minh của Nissan với cảnh báo chuyển làn, cảnh báo điểm mù, hệ thống camera quan sát xung quanh xe thông minh với tính năng phát hiện vật thể chủ động. Tiếp theo còn phải kể đến hệ thống khóa visa trung tâm 4WD, tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, tính năng kiểm soát đổ đèo. Với con số chiều dài cơ sở 2850mm, Nissan Terra hứa hẹn sẽ cho chúng ta một trải nghiệm không gian hàng ghế thứ 2 và thứ 3 tốt so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Nhưng đó chỉ là dựa vào con số. Còn thực tế trải nghiệm ra sao thì mời các bạn cùng Auto Daily trực tiếp trải nghiệm ngay khi xe ra mắt tại triển lãm Motor Show 2018. Về vận hành thì khả năng Nissan Terra sẽ có hai sự lựa chọn động cơ là động cơ dầu 2.5 lít hoặc động cơ xăng 2.5 lít với công suất 184 mã lực, mô men xoắn cực đại 251 Nm. Và chúng tôi dự đoán giá bán của mẫu SUV này sẽ dưới 1 tỷ đồng cho bản thấp nhất, rơi vào khoảng từ 880 tới 980 triệu đồng. Với mức giá này thì Nissan Terra sẽ là mẫu xe rất đáng được cân nhắc trong phân khúc SUV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam. Còn các bạn, hãy đưa ra những dự đoán giá cụ thể bằng cách comment ngay bên dưới. Hãy like và subscribe kênh YouTube của Auto Daily để liên tục theo dõi và cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường ô tô Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!